Chào mừng các bạn đến với Tự học Pascal chương số 4. Chương số 4 này chúng ta sẽ nói về cú pháp cơ bản của một chương trình Pascal. Nó khai báo như thế nào? Chúng ta sẽ đi các phần như sau: và khai báo biến, variable, và function và reduce, hàm và thủ tục. Chúng ta sẽ nói về chúc thích, comment, case sensitivity, Pascal statement, các dòng loại, các loại trong Pascal, và reserved word in Pascal là cái từ khó dành riêng ở trong Pascal. Character set and identify in Pascal là các từ khó, là các bộ ký tự được chỉ định từ trong sử dụng trong Pascal. Ok. Và biến được khai báo sẽ bắt đầu bằng từ khó qua. Có hai loại biến, đó là biến toàn cục và biến cục bộ. Biến toàn cục được gọi là global variable. Biến này sẽ được khai báo ở phần header, tức là phần đầu của chương trình. Và biến local variable sẽ được khai báo trong phần không có lời begin end của thủ tục hoặc là hàm. Để bắt đầu bởi cú pháp chỉ có từ khóa qua tên biến. Các biến nếu mà cùng loại dữ liệu các bạn có thể cách nhau bằng một dấu chấm phẩy. Sau tên biến là các bạn phải có dấu hai chấm, sau đó là nghĩa và loại dữ liệu mà biến sẽ lưu trữ. Hàm và thủ tục. Hàm và thủ tục thì có chức năng là khi ví dụ khi bạn có một cái khối lệnh dài và nó có một mục đích nào đó, bạn muốn đặt cho nó dễ quản lý trong một cái chương trình, bạn nên đưa nó vào một cái thủ tục hoặc một cái hàm. Vậy sự khác nhau giữa hàm và thủ tục là gì? Thực chất thủ tục là khi bạn viết thì nó không có một cái giá trị nào trả về cả, và hàm thì yêu cầu bắt buộc phải có một cái giá trị trả về. Đó là hai sự khác nhau giữa hàm và thủ tục. Và cú pháp thì ta có sẽ có bắt đầu bằng từ khóa function hoặc là từ khóa review, sau đó là tên của hàm hoặc là thủ tục. Tiếp theo đó là các tham số được truyền vào. Đối với hàm sẽ có giá trị trở về return value, còn thủ tục thì sẽ không. Ok. Hàm và thủ tục chúng ta sẽ tìm hiểu vào những chương sau, khoảng chương tầm chương 10 hoặc 11. Và chúng ta tiếp đến vào phần chú thích. Thì chú thích thì có nhiều loại. Để bạn chú thích nhiều dòng thì các bạn có thể sử dụng từ cái dấu mọc nhọn và dấu sao. Nếu bạn kết thúc, nếu bạn chú thích bằng dòng đơn thì các bạn có thể sử dụng là dấu đóng mở ngoặc nhọn và ở phía trong là chú thích, hoặc là dấu hai dấu sẹt, hoặc là dấu đóng mở ngoặc, đóng mở ngoặc tròn và dấu sao. Ở đây có ví dụ khi chú thích nhiều dòng, và chú thích một dòng sử dụng dấu ngoặc nhọn. Sau còn những hơi tiếp sau sẽ nói về cái khác, và khi mà ví dụ sẽ ví dụ cho các bạn khi chú thích như thế nào. Các bạn có thể tham khảo vào cái đường dẫn ở trang Rebecca và hộ tài liệu doc. Ở đây sẽ có đường dẫn, nếu các bạn nhìn thấy sẽ có đường dẫn. Và case sensitivity, bởi case sensitivity là gì? Là đối với một số ngôn ngữ lập trình khác thì khi bạn viết hay bạn khai một cái khai báo một cái loại tên hàm
biến nào đó sẽ có sự phân biệt giữa ký tự hoa và ký tự thường. Nếu mà có sự phân biệt đó thì nó sẽ là hai cái biến khác nhau. Còn đối với trong Pascal thì nếu các bạn đã cắt đặt tên mà cái chữ cái nó giống nhau, bất cỡ ký tự in hoa hay là in thường, nó đều chung một cái ngữ nghĩa giống nhau, nên trong Pascal nó sẽ không có trường hợp không có sensitivity. Các bạn sẽ chú ý điều đó. Nếu mà đối với các ngôn ngữ khác nó sẽ có sự phân biệt ở khi mà các bạn đặt tên hoặc là đặt một cái hàm hay là một cái thủ tục. Đối với Pascal statement và lệnh, các lệnh trong một Pascal thì các lệnh trong một Pascal sẽ đảm nhận một cái nhiệm vụ, mà cái nhiệm vụ này sẽ được thực hiện trên một cái dòng lệnh. Ở đây là ví dụ, các bạn có thấy ở ví dụ này. Đối với Preserved in Pascal thì cái này thì sử dụng là Pascal nó sẽ cung cấp cho một cái bản bộ, cái bộ từ khóa được định nghĩa sẵn, và các bạn khi mà khai báo tên hoặc là tên biến hoặc là tên thủ tục hay hàm các bạn hay tên chương trình, các bạn không được đặt trùng với những cái tên biến này. Các bạn có thể nhìn vào bảng này thì có những cái từ khóa mà các bạn không được đặt trùng, đó là những từ khóa dành riêng cho cú pháp của Pascal. Các bộ từ được chỉ định trong các bộ ký tự được sử dụng trong Pascal đó là, mà các bạn có thể sử dụng các ký tự từ A đến Z, ký tự hoa cùng ký tự hoa, A hoa đến Z hoa, và ký tự A thường tới Z thường, và bộ ký tự số từ 0 tới 9. Đặc biệt thì có một vài ký tự đặc biệt, đó là dấu trừ, dấu cộng, dấu sao, dấu sạc, dấu chấm bằng, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu mở ngoặc, hoặc là dấu đóng ngoặc tròn, dấu đóng ngoặc vuông, dấu bằng, dấu đóng ngoặc nhọn, dấu nháy đơn và dấu khoảng cách trống. Ok, vừa rồi là phần lý thuyết, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành vào cái phần ví dụ. Ok, ví dụ các bạn sẽ mở FreePascal lên. Ở đây mình có viết sẵn một cái chương trình đặt tên là BasicPascal, sẽ có cái khai báo biến, có hai biến, có hai cách biến. Nếu mà các bạn kiếm một biến thì các bạn có thể sử dụng một qua tên biến và kiểu dữ liệu, hoặc là các nếu bạn có hai cái biến cùng một loại kiểu dữ liệu ví dụ integer thì các bạn có thể khai báo biến qua a tên biến của biến đầu tiên và dấu phẩy tên biến tên thứ hai. Ở đây bạn có thể đặt nhiều biến. Ok, và các khối lượng chính ở trong này mình khi các bạn sử dụng phép gán, các bạn phải sử dụng dấu chấm bằng. Ở đây ví dụ a mà bằng gán bằng 2 thì các bạn a chấm bằng 2, tương tự với b chấm bằng 3, và c sẽ gán từ cái cộng từ hai biến đó là a và cộng b. Khi mà xuất ra sẽ xuất ra giá trị c. Sử dụng break cây để cho nó dừng chương trình. Ok, chúng ta sẽ biên dịch và chạy nó, biên dịch để kiểm tra lỗi. Đây không có lỗi, tiếp tục chúng ta sẽ run nó. Các bạn sẽ thấy kết quả ở đây là kết quả a được gán bằng 2, b được gán bằng 5, bằng gán bằng 3. Thì chúng ta run coi thử kết quả là sao. Ok, kết quả sẽ bằng 5. Bây giờ có một cách khai biểu biến khác, đó là gán một cái giá trị trực tiếp vào một biến, ví dụ qua c 2.
dấu bằng giá trị 15. Ở đây là gán giá trị C bằng, mình phải sửa lại là biến trùng nhau không có được, nhưng mình D đi. Ở đây sẽ phải tiếp giá trị D. Ok, chúng ta sẽ combine nó. Ok, không có lỗi. Run nó. Đây, các bạn có thấy giá trị là 5 là các bạn C mình tính cái vừa rồi, và kết quả 15 là các bạn biến D của mình nắm giữ. Ok. Vừa rồi là mình hướng dẫn cho quên chưa giới thiệu cho các bạn về cách chú thích. Chẳng hạn như nếu các bạn chỉ muốn chú thích một dòng thì các bạn có thể dùng dấu sẹt ở đây, nó chỉ cái dòng lệnh nó sẽ bị sậm màu xuống, rồi các bạn thấy ở đây. Ok, mình sẽ combine nó thử, nó sẽ có chạy không. Ok, nó sẽ báo các lỗi ở đây, bởi vì biến D nó sẽ không được tìm thấy. Ở đây các bạn có thể thấy ở đây, biến D sẽ không được tìm thấy. Loại ok, nếu các bạn mà sử dụng nhiều dòng chẳng hạn, ok áp dụng ví dụ đỏ rồi đó. Đây là khối L chính dùng trong chuyên trình đi. Ok, đứng đây thì combine nó thử coi có lỗi không nhé. Combine không có lỗi, tức là cái dòng thiên chú vậy. Ok, tức là không có lỗi. Ok, mình sẽ chú thích vào một cái loại khác, đó là sử dụng dấu đóng một gọt nhỏ, và đang đừng quên là dấu chấm sao. Chấm sao ví dụ đây là khối. Ok, không biết là cầm bài thì coi nó có lỗi hay không. Có loại tức là nó chạy được. Ok, mình sẽ chạy thì thử lại nó có giống như cái có loại mình để chạy không. Ok, giống, tức là lệnh chú thích đó sẽ không ảnh hưởng tới phần code trong chương trình của bạn. Bạn dùng chú thích là để làm rõ sáng tỏ cái đoạn code rồi. Khi mà các bạn viết chương trình ra, khi mà các bạn nếu mà bạn viết một chương trình lớn thì bạn lúc đó bạn có thể coi và hiểu được cái đoạn code mình viết vừa rồi. Ok, bài hôm nay kết thúc. Xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thích hãy like, share và subscribe.